Xin chào các em học sinh lớp 10. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài phân tích 12 câu thơ đầu bài Chí khí anh hùng, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích 12 câu thơ đầu đoạn trích Chí khí anh hùng, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Đoạn trích Chí khí anh hùng từ câu 2213 đến câu 2230 trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du nói về Tử Hải, một hình tượng nhân vật lý tưởng thể hiện ước mơ lãng mạn về một người anh hùng có những phẩm chất phi thường. Nổi bật lên là 12 câu đầu bài Chí khí anh hùng. Rơi vào lầu xanh lần thứ hai, Thúy Kiều luôn sống trong tâm trạng chán trường tuyệt vọng. Biết thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh. Thế rồi Từ Hải đột nhiên xuất hiện. Từ Hải tìm đến với Thúy Kiều như tìm đến với Tri Âm Tri Kỷ. Trong vũng lầy nhơ nhớp của chốn lầu xanh, Từ Hải đã tinh tường nhận ra phẩm chất cao quý của Thúy Kiều. Và với con mắt tinh đời, ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, Kiều đã thầm khẳng định Từ Hải là người duy nhất có thể tát cạn bể oan cho mình. Nàng khiêm nhường bày tỏ: rộng thương cỏ nội hoa hèn, chút thân mèo bọt dám phiền mai sau. Hai người, một là gái giang hồ, một đang làm giặc, đều thuộc hạng người bị xã hội phong kiến khinh rẻ nhất, đã đến với nhau tâm đầu ý hợp trong một mối tình tri kỷ. Từ Hải đánh giá Kiều rất cao, còn Kiều nhận ra Từ là đấng anh hùng. Nhưng tình yêu không thể giữ chân Từ Hải được lâu, đã đến lúc Từ Hải ra đi, tiếp tục tạo lập sự nghiệp. Đoạn trích này cho thấy một Từ Hải đầy chí khí anh hùng mà cũng đượm chút cô đơn trống trải giữa đời. Trước sau đối với Từ Hải, Nguyễn Du vẫn dành cho chàng thái độ trân trọng và kính phục. Ở chàng, nhất cử nhất động đều thể hiện rõ chí khí cốt cách anh hùng. Trên con đường tạo dựng nghiệp lớn, cuộc hôn nhân bất ngờ giữa chàng với Thúy Kiều chỉ là phút chốc nghỉ ngơi, chứ không phải là tri kỷ, và cuộc hôn nhân của họ đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà chỉ mới 6 tháng vui hưởng hạnh phúc bên Thúy Kiều, Từ Hải lại động lòng bốn phương, dứt khoát lên đường tiếp tục sự nghiệp lớn lao đang còn dang dở. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thất đã động lòng bốn phương, trông vời trời bể mênh mang, thành gươm yên ngựa lên đường thẳng song. Từ Hải được tác giả miêu tả là con người đa tình, nhưng trước hết Từ Hải là một tráng sĩ, một người có chí khí mạnh mẽ. Chí là mục đích cao cả hướng tới, khí là nghị lực để đạt tới mục đích. Ở con người này, khát khao được vẫy vùng giữa trời cao đất rộng như đã trở thành một khát vọng bản năng tự nhiên, không có gì có thể kiềm chế nổi. Trước lúc gặp gỡ và kết duyên với Thúy Kiều, Từ Hải đã là một anh hùng hào hán, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, đã từng nghênh ngang một cõi biên thủy. Cái chí nguyện lập nên công danh sự nghiệp ở chàng là rất lớn, vì thế không có gì cản được bước chân chàng. Dù Nguyễn Du không nói cụ thể là Từ Hải ra đi làm gì, nhưng nếu theo dõi mạch truyện và những câu chàng giải thích để Thúy Kiều an lòng, thì người đọc sẽ hiểu cả một sự nghiệp vinh quang đang chờ chàng ở phía trước. Từ Hải không phải là con người của những đam mê thông thường, mà là con người của sự nghiệp anh hùng, đang sống trong cảnh nồng nàn hương lửa. Từ chợt động lòng bốn phương, thế là toàn bộ tâm trí hướng về trời biển mênh mang, và lập tức một mình với thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Chữ trượng phu trong truyện Kiều chỉ xuất hiện một lần dành riêng đã nói về Từ Hải. Điều đó cho thấy Nguyễn Du đã dùng từ trượng phu với nghĩa Từ Hải là người đàn ông có chí khí lớn. Chữ thoát thể hiện quyết định nhanh chóng, dứt khoát của chàng. Bốn chữ động lòng bốn phương nói lên được cái ý Từ Hải không phải là người của một nhà, một họ, một xóm, một làng, mà là người của trời đất, của bốn phương, theo Hoài Thanh. Động lòng bốn phương là thấy trong lòng náo nức cái chí tung hoành khắp bốn phương trời. Con người phi thường như chàng chẳng thể giam hãm mình trong một không gian chật hẹp. Chàng nghĩ rất nhanh, quyết định lại càng nhanh. Một thanh gươm, một con tuấn mã, chàng hối hả lên đường. Ấy là bởi khát vọng tự do luôn sôi sục trong huyết quản của người anh hùng. Hoài Thanh bình luận: qua câu thơ, hình ảnh của con người, thanh gươm yên ngựa tưởng như che đầy cả trời đất. Trong cảnh tiễn biệt, tác giả tả hình ảnh Từ Hải, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong, trước
rồi mới đến cho Từ Hải và Thúy Kiều nói những lời tiễn biệt. Có người cho rằng nếu như vậy thì Thúy Kiều còn nói sao được nữa. Có lẽ tác giả muốn dựng cảnh tiễn biệt này khác hẳn cảnh tiễn biệt giữa Thúy Kiều, Kim Trọng, Thúy Kiều, Trúc Sinh. Từ Hải đã ở tư thế sẵn sàng lên đường, chàng ngồi trên yên ngựa mà nói những lời tiễn biệt với Thúy Kiều. Sự thật có phải vậy không? Không chắc, nhưng cần phải miêu tả như thế mới biểu hiện được sự quyết đoán và cốt cách phi thường của Từ Hải. Thúy Kiều biết rõ Từ Hải ra đi sẽ lâm vào tình cảnh bốn bể không nhà, nhưng vẫn khẩn thiết xin được cùng đi. Nàng rằng: phận gái chữ Tòng, chẳng đi thiếp cũng một lòng xin đi. Ngắn gọn thế thôi, nhưng quyết tâm thì rất cao. Chữ Tòng ở đây không chỉ có nghĩa như trong sách vở Thánh Hiền của đạo Nho, tại gia Tòng Phụ, xuất giá Tòng Phu, mà còn ngụ ý tiếp sức, chia sẻ nhiệm vụ, muốn cùng được gánh vác cùng chồng. Lời Từ Hải nói trong lúc tiễn biệt càng thể hiện rõ chí khí anh hùng của nhân vật này. Từ rằng tâm phúc tương chi, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ 10 vạn tinh binh, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh dợp đường, làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi ra. Đã là tâm phúc tương chi, có nghĩa là hai ta đã hiểu biết lòng dạ nhau sâu sắc. Vậy mà sao, dường như nàng chưa thấu tâm can ta, nên chưa thoát khỏi thói nữ nhi thường tình. Lẽ ra nàng phải tỏ ra cứng cỏi để xứng là phu nhân của một bậc trượng phu. Lý tưởng anh hùng của Từ Hải bộc lộ qua ngôn ngữ mang đậm khẩu khí anh hùng. Khi nói lời chia tay với Thúy Kiều, chẳng không quyến luyến, biện dịn vì tình chồng vợ mặn nồng mà quên đi mục đích cao cả. Nếu thực sự quyến luyến, Từ Hải sẽ chấp nhận cho Thúy Kiều đi theo. Từ Hải là con người có chí khí, khát khao sự nghiệp phi thường, nên không thể đắm mình trong chốn buồng the. Đang ở trong cảnh hạnh phúc ngọt ngào, tiếng gọi của sự nghiệp thôi thúc từ bên trong, Từ Hải quyết dứt áo ra đi. Giờ đây sự nghiệp đối với chàng là trên hết. Đối với Từ Hải, nó chẳng những là ý nghĩa của cuộc sống, mà còn là điều kiện để thực hiện những ước ao mà người tri kỷ đã gửi gắm trông cậy ở chàng. Do vậy mà không có những lời than vãn buồn bã lúc chia tay. Thêm nữa, trong lời trách sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình còn bao hàm ý khuyên Thúy Kiều hãy vượt lên tình cảm thông thường để xứng đáng là vợ của một anh hùng. Cho nên sau này trong nỗi nhớ của Kiều, cánh hồng bay bổng tuyệt vời đã mòn con mắt phương trời đăm đăm, không chỉ có sự mong chờ mà còn có cả hy vọng vào thành công và vinh quang trong sự nghiệp của Từ Hải. Từ Hải là con người rất mực tự tin, trước đây chàng đã ngang nhiên xem mình là anh hùng giữa chốn trần ai. Giờ thì chàng tin rằng tất cả sự nghiệp như đã nắm chắc trong tay. Dù xuất phát chỉ với thanh gươm yên ngựa, nhưng Từ Hải đã tin rằng mình sẽ có trong tay 10 vạn tinh binh, sẽ trở về trong hào quang chiến thắng, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh dợp đường, để rõ mặt phi thường với Thúy Kiều, để đem lại vẻ vang cho người phụ nữ mà chàng hết lòng yêu mến và trân trọng. Từ Hải đã khẳng định muộn thì cũng không quá 1 năm, nhất định sẽ trở về với cả một cơ đồ to lớn. Qua 12 câu thơ đầu bài Chí Khí Anh Hùng, nhân vật Từ Hải đã được Nguyễn Du miêu tả với tấm lòng quý mến, ngợi ca về chí khí anh hùng và khát vọng sự nghiệp phi thường. Từ Hải là một nhân vật anh hùng lý tưởng tuyệt đẹp trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.